Hôm nay lên đạp cái chỗ cũng là lần đầu tiên mình với cô Dũng để mấy cái video mà chặn cái tiếng nói, chặn cái một tiếng cư nó nhạt nhẽo. Thì hôm nay mình trở lại chỗ này. Chào mọi người, thì hôm nay cũng như là thứ bảy mình về cuộc rửa về cô Dũng đi lên đây mình làm món măng nướng nha các bạn. Thì cái măng này thì hôm kia cái măng này thì hôm kia mình với cô trưởng đi lên cô trưởng hay cô Dũng nha. Ủa? À cô Dũng. Mình đi đâu ta? Mình đi trên núi. Mình đi trên núi trên cốc á mọi người. Thì mang trên đá chỉ có 10.000 kg, mình với cô lấy 20 kg gì đó về làm ẩm thực mọi người xem. Hôm nay lên đạp cái chỗ cũng là lần đầu tiên mình với cô Dũng làm mấy cái video mà chặn cái tiếng nói, chặn cái một tiếng cư nó nhạt nhẽo. Thì hôm nay mình trở lại chỗ này. Mới hôm nay mưa biết không mọi người à, nên củi nó cũng ướt. Củi khá cháy á. Thì hôm nay mình làm món măng nướng nha mọi người. Lâu lâu anh em lên đập làm món măng nướng. Cô Dũng đang đâm ớt chứ mình truy lên cái miếng măng á, đã mất tiệc chứ truy lên miếng măng nói ở. Còn măng nha mọi người. Đây là phòng măng nha mọi người. Phòng măng này là hôm bữa mình mó mình luộc sẵn rồi mọi người à, cho nó bất đắng đây. Phần non mà, phần măng non ngon lắm. Giờ mình nướng. Nướng anh em mình với cô trưởng, với cô Dũng làm phần măng ẩm thực măng. Trong thời gian mày chờ cái lùi, trong thời gian mày chờ cái củi dồn với cái củi thành than nha mọi người. Thì cô trưởng nó đang múa giả nè. Ê, nóng quá các bạn ơi. Nói chị được rồi, mình nướng sơ quê mèn cái đó là mình nướng lắm đâu, tránh ra củi quên chết thành than. Vô, bà vô lên nướng. Trời hôm nay nóng quá mấy các bạn ơi, không có chút mưa luôn. Đúng rồi, anh em mình suy nghĩ xuống xuống tắm nha các bạn. Chú trời mưa các bạn ơi, thì tranh thủ mình nướng lửa theo nhã tranh thủ mình nướng hau khói xí dứt luôn hả, mình đỡ chứ nha các bạn. Chô ngon chưa, ăn tự như khoai lang lụi các bạn ơi, khoai lụi hay củ hủ dừa, củ hủ dừa chứ này ngon lắm. Sai đâu Dũng ăn Dũng kẹp tím á, kẹp giặt á ngon canh. Để nướng xong nha mọi người, nó hơi cháy phía ngoài nè, nhưng mà nó ngon lắm. Nó thơm đúng không, thơm mùi ghè lụi, ghè lụi hả, măng mà thơm mùi ghè hả, vậy đó mùi ghè. Mình ăn măng mình chấm với nước muối, nước muối mình chấm với muối ớt tiêu. Chui vậy, ăn thử vô chưa Dũng. Ông ăn lúc nào cũng thầm lặng anh nha. Ông đây nè. Nhìn nó như bữa nào nó hết tình hình đó. Mần điêu hả? Mần điêu á. Phải không? Vậy. Bữa nay mình cái tôm hùm nấu đúng không? À. Chờ một nhìn súp nấu tôm hùm. Ông chú tài trợ. Chô, bước ở đây. Ăn xeo cha. Mình là chỉ suy ngẫm thôi mọi người, chứ không có tụi mình là nấu đâu, nhà mình nghèo. Nghèo mà không có để mang răng luôn các bạn. Ăn xeo cha cái thử nghiệm ấy. Đang măng gì? Măng rừng. Măng rừng. Măng tre. Đến đi núi mày nó kêu không? Nó lên nó xuống đuối luôn á. Không đi bầu không còn. Đi mày hai thằng mặt đá lét. Đi không nổi luôn. Tại vì lúc đi về vẫn còn tâm trạng nó chật hình được. Thì cuộc sống mà. Cuộc sống nó vậy đó các bạn. Vậy hỉ. Trời ơi, tao nói nó làm chi vậy? Trời nóng với các bạn ơi, mồ hôi đổ luôn á. Thì mình thử ăn một miếng măng nướng. Măng này là phủ định nha mọi người. Giữa cái phủ định trên cái phủ định mà dứt cái phủ định phải ăn vô miệng nó phủ định. Phủ định. Cái măng đây là măng phủ định. Mày mọc cái chia lên là phủ định cho cái mặt định. Mày cái mặt định mà mình ăn vô á rồi là khẳng định nha măng. Rồi các bạn ơi. Chấm hỏi. Anh Dương nói con cái quần què gì đúng đó các bạn, là như cái phủ định trên cái phủ định dứt cái phủ định thì cũng phủ đi cũng phủ định. Chấm hỏi. Em muối mọi người quất là. Nước đây giữa sặc không mọi người ơi. Măng mình ăn ít thôi mọi người, ăn nhiều bé nó nhấc tay nhấc chân khá giữa. Thì mới hôm nay là ở quê mình mưa các bạn ơi. Mình đi đâu cũng đâu quay video được đâu, còn đi tắm mưa. Bây giờ hồi xưa tắm mưa. Cái này hôm nay mình sẽ cắt cái con này nè các bạn. Thì kênh mình là mọi người 900 mấy người đăng ký rồi. Mong các bạn chia sẻ và đăng ký kênh để nhận nhiều video tiếp theo nha mọi người. Mọi người giúp mình đạt được 1000 đăng ký nha mọi người. Dù ai nó ngẻ nó nghiêng, lòng mình quặn quẩn như cá măng này. Trời ơi, xin gì vậy? Trời ơi, xin gì vậy các bạn? Ăn con què gì nữa các bạn? Wow. Sơn không? Ông chị cha chị Kiếu hả? Ông chị Chi mới đinh mình mấy cái liền. Trời đinh dữ hả? Chai vậy? Thử vậy? Chai. Đọc đi. Không biết đọc nha các bạn, tiếng Anh. Family. Family là family nha các bạn. Vô. Tên lì luôn. Ớt nữa. Trời ơi, cha đi mua đâu vậy? Mua ở Vẽ. Ở Vẽ. Trời ơi, mình Vẽ. Cũng thơm đúng không? Mình gia đình phép thuật nha các bạn. Trời vậy giấy. Gia đình phép thuật nha. Mình xin giới thiệu mọi người một cái sản phẩm mà rất nhiều sản phẩm. Tại vì của mình á mọi người, cái Facebook mình mình dán lên cái bìa đây nha mọi người. Thì Facebook của dì mình là Năm Thanh Thảo. Dì mình có bán tất cả các sản phẩm như là nước rửa chén đúng không? Bột giặt, nước ngọt, bia. Vì mình là nhà phân phối luôn nha mọi người. Mọi người đã liên hệ thì mà inbox vào cái số điện thoại hoặc là Facebook của mình nha mọi người. Thì lấy số lượng lớn á mọi người có thể comment phía dưới hoặc là inbox mình cũng được. Bác sĩ nha mọi người. Bác sĩ làm này lẻ luôn. Tất cả không mọi người. Bột giặt hàng ship tầng nơi vẫn tốn phí nha mọi người. Bột giặt, xì bông, nước rửa chén, lều. Hỏi mày em mua không? Hả? Mày em mua không? Không biết chỗ sao mua. Mua anh. Bột giặt này, rửa chén này, nước ok, nước suối, nước ngọt, nước mắm, nước muối. Tất cả cái đồ gia dụng luôn mọi người. Tất cả nước rửa tay hay là nước xà bông, rửa chén rồi tất cả cái thứ. Cái gì là cái luôn. Cứ liên hệ về Facebook của dì mình là cá thể có lượng số lượng lớn mà giá rẻ hơn mọi người. Này, để mình quay cái đầu của cô Dũng cho mọi người xem. Đây nha mọi người. Đây là cái đầu của cô Dũng. Chóm như cái con gì. Chu về kẻ không? Không, anh chỉ cho. Nếu mà cái này á thì liên hệ về gì Năm Thẻo anh á, mua cái bột nhặt chiến á, gạo lên đi. Người đây nha, đây nha mọi người, cô tưởng mới xịt trên đầu anh Dương này. Ô màu xanh. Ôi trời ơi, đắng, ôi cây quế. Mình dễ không? Mình mẩy nè. Ui. Chào ui. Ui ui ui. Cô tưởng này tập làm khỉ nha mọi người. Wow. Khỉ năm nay. Ở mình thì ít khỉ lắm mọi người. Thấy đi đây mình chạy thấy khỉ đâu. Nhưng cái khỉ xanh. Ồ cây quá. Cây em chữa. Uống nước hết cây rồi. Nước đâu uống? Đâu, đưa. À. Trời ơi, em uống nước đây hả? Phải. Chú. Đi mở đây đi rừng khép phé nha mọi người. Bắt đầu mình sẽ đi do bữa giờ nước lũ các bạn. Giờ mình với lại cô tưởng sẽ đi bắt ké. Đi bắt dòng lô mình. Hôm nay mình sẽ đóng cảnh của Nguyễn Tướng Nam. Kênh YouTube là Nguyễn Tướng Nam Entertainment. Thì Nam đóng với mình một cái clip là cái lóc nướng xẻ đúng không? Cái lóc nướng xẻ. À. Thì video đó là được 1000 mấy người xem á. Anh nói chứ. Thế là mọi người, hôm nay cũng như là thứ Bảy, Dương về mình về Dương cái dịp lên đây. Tụi mình về Dương nấu món cái lóc cục xay rồi. Mình về Dương đi đạp phé đi cho nước Dương của mình. Và sắp tới không Dương chỉ nấu cái lóc. Rồi các bạn cùng đi với mình nhé. Chăm hỏi. À, đi. À, mọi người thì tháng này thì thấy ở quê mình thì mưa nhiều lắm mọi người. Hồi mấy hôm ấy thì mình thường đóng clip ở này. Thì bữa nay thì nó ngập hết lên tới này luôn mọi người. Thì không ai đi hết. Bữa nay anh em mình cái rủ lên này, coi tí bây giờ. Rủ lên này đỡ quay clip này, thấy nước coi này mọi người. Nước rất cao mọi người. Thì không phải hồi mấy hôm còn quay được, giờ bữa nay là nước không mọi người. Nước sâu nữa. Bên kia giờ không có một bóng người đâu mọi người. Đây, thấy cái rừng xanh nha mọi người. Đá ớt nữa. Nói hôm chỗ đây mình làm clip này nghe nước keo quế mình tranh thủ mình ăn không gì rồi gãy. Con tưởng mới đem lên nha các bạn. Rồi. Ăn thịt nha. Ừ. Đây mọi người, đây nha mọi người. Rước lên, rước mặt lên. Đây. Đi mọi người. Ok. Ừ. Không cho búa. Ủa không, cho tất cả. Không cho giếm. Cho Kim cái kiểu mình. Ừ. Ủa sao vậy mọi người? Ai biết. Ý chỉ ra. Chị lại. Chưa mẹ díu mẹ bạn mẹ. Thôi giờ mọi người nhìn ra nè. Bắt đầu giờ mình sẽ dịch xịt nó vui nha mọi người coi bắt đầu. Chưa, còn một cái nào trong một cái à. Đây. Vô đây. Đây mọi người, cái này mọi người. Nhưng mình cố ý nha. Trời quất luôn. Nó hầu vậy. Nó thơm mùi của nước hoa. Rồi, một lần tiếp theo nha mọi người. Đi đâu ra. Trời ơi. Rồi. Ăn. Rồi tiếp nữa nha mọi người. Xịt mạnh lên. Tù mẹ cái gì. Muốn xịt. À. Dúng Romano á mọi người ơi. Cái này xịt cho môi dúng Romano á mọi người. Ừ. Rồi được không? Được. Cho hết chai luôn nha mọi người. Ừ. Trời ơi, trời. Xịt đi. Rồi. Ô, nó lạnh quá. Nó lạnh mút rồi. Rồi, chơi tiếp mọi người ơi. Rồi. Ăn. Gì? Cái dĩa làm cái bê cũng ăn không? Thì mà ăn. Ý là mình sẽ xịt một chỗ đây nó thành cái người đó. Ok. Điểm nào? Trái này xịt chừng nào cho hết luôn nha mọi người. Cho mạnh luôn, cho mạnh tanh luôn. Giờ mày cái lỡ xịt cái tẩy không ra nữa là anh em mình đi kẹo đầu. Làm clip kẹo đầu luôn. Ai nhậu bạn kéo hơi liên hệ cho mình. Vô 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 đó luôn. Đây đây các bạn ơi. Rồi. Ủa? Ăn. Rồi phải ăn nha mọi người. À. Vô đâu. Còn mẹ ơi Trang. Ê ê ê ê ê Trang như gì cái má màu xanh y chang à. Đây là hậu quả của việc đòi sẵn xe chơi xịt sơ đó người đã. Đúng đây vậy. Ừ. Chảy luôn mọi người. Ui, dơ ấy. Kêu ui. Rồi Nguyễn Dương nói xuống cho mọi người xem là giống gia đình Phép thật không? Đó mọi người ơi. Phiên bản của 2020 nha, chứ không phải phiên bản. Nè mọi người, chơi xịt cái đầu mình nè mọi người. Ta lì xe lét luôn. Tay chân nè. Đó, thì giờ anh em mình sẽ đi gì rồi. Thì để làm xong rồi. Đây là cái phần mình cho ngu nha mọi người. Mọi người cắm làm thiêng nha. Chu sương sương đẹp nha mọi người, tóc hoa bị đẹp luôn mọi người ơi. Trời ơi cái đây là mình đi quên. Ừ gì vậy? Giống đi trâu mọi người. Đẹp trâu kia chị trâu này. Ngu đẹp luôn á, sơn gì mà. Gì ấn dục cái chai luôn ơi. Đúng ơi. Ghê dùng ơi. Trời ơi xịt gì mày. Xanh lì xanh lét. Trâu gì không biết ơi. Thôi là tưởng không xịt ra. Thôi mình tạm biệt mọi người nha. Video này mình chỉ ăn mang về các trò chơi vui vẻ một xí thôi, để tạo không gian cho mọi người xem. Thì mọi người thấy cái video này vui vẻ hay là ý nghĩa thì mọi người để lại mình một like, một đăng ký nha mọi người. Mọi người ơi. Rồi, anh em móng đây. Sayang, kamu juga sayang. Ngập hết luôn. Giờ này thì ở mình thì mưa to lắm, thì kiểu này nước nó ngập thì không ít ai đi tắt đập. Giờ anh Dương anh đang xách đồ đi về, mà anh em mình đang dọn đồ đi về. Bây giờ mình về cho mọi người. Thì chai này vẫn còn một xí này. Bây giờ mình tranh thủ mình xịt chai của cô Dũng. Đây đây là cô Dũng này. Nhìn như vậy. Con gì kìa. Đó con này không? Con này nè hả? Để rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về em. Bây giờ đi mình sẽ về nha mọi người. Bye bye. Chưa chứ? Mình về nha các bạn. Bye bye.